mình đang lựa trái cây hết rồi. Nho, nho xanh không hạt Mỹ. Trời ơi, mắc dữ rồi ta. Đi đâu rồi con? Ngon á. Sao mà mắc lắm. Mua được gì vậy? Táo hả? Táo là gì quên rồi Bi? Táo là gì quên rồi? Hả? Apple hả? Ok, bây giờ mua cho ua đi. Ngán gì ua, ngán gì, mua cho ua đi. Mua cho út cho ua đi Bi. Cho ua đó. Nè, cho ua lạnh này nè. Sữa chua da u đó. Sữa chua đi. Sữa chua lắm. Nó được không? Được rồi. Mẹ anh. Mẹ. Cái gì? Coi chừng dính cái tay kìa. Mẹ ơi. Đây đây đây. Lựa cái này nè. Không hết ăn cho u bình thường ăn. Chưa có trái cây. U trái cây ha. Không, xin lại đây coi cho u nè. Không ăn đâu. Vậy giờ mua chốt cái này đi. Mua chốt cái u này nha. Rồi bỏ vô trong đó. Bỏ vô vỏ kìa. Rồi hai cái luôn. Rồi cái này mua thêm cho cuốn đi. Cho cuốn dễ uống nè. Không có hợp lẽ không ta. Trên thì con cái bánh nó không có ngon đâu, bánh nó dở lắm. Lấy gì bút đi, em trên nè. Cái bị đỏ cái trên kia. Màu đỏ đó, ừ đó. Lấy màu trắng. Lấy em trên kìa. Đúng rồi, đúng rồi. Trời ơi, hay quá. Vì hay quá. Rồi, giờ anh vui khác nha. Qua lấy sữa đi kìa. Ô, qua coi mì. Formachi. Ý, mua mấy này về ngon nè. Này là để ăn. Sữa nào đâu? Trời ơi, sữa đó ngon không mà con mua cái đó à? Sữa ngon quá. Ngon không? Ngon thiệt không mà nó không ngon quá. Thiệt không? Rồi. Bài. Bài luôn. Sữa chi tẩm. Mua cái đó luôn hả? Ừ, con nó lựa kìa. Đây, không lẽ mua cái này ta? Cái này là 38.000. Mua cái này về ăn uống gì lại rượu vang đỏ các bạn. Ok, maybe chắc là lấy cái này ha. Bây giờ bỏ cái này vô cho Út với coi. Bi ơi, bỏ cái này vô vỏ cho Út nha. Cảm ơn Bi. Chứ chừng bể à? Ừ đúng rồi, có chừng bể đó. Sao mà nó giỏi, nó biết có chừng bể luôn. Cháu đi để đồ đã không? Muối gì nữa kìa. Muối à. Nó mua nhiều quá à, ha, tiền đâu trả đây. Ơi cái chừng bể, bỏ xuống cái đó đi con. Cái đó dễ bể lắm đó, bể là người ta quýnh đòn á. Rồi là ướt. Bỏ nhẹ nhẹ thôi. Đúng rồi. Để cái vỏ đó để sắt đi nó nặng lên đi. Rồi. À, nước xả đồ quá chừng luôn nè. Hùng. Đó, giờ nó đòi bánh á. Cũng ngon hả Bi? Rồi, mình đi qua chỗ khác mình coi có gì mua nữa không hiên. Cái đó cái gì vậy con? Cái dù kia bằng cái gì quên à? Umbrella.
Thôi đừng đụng hay nó xúc cái đó ra luôn á. Thôi đừng đụng nó nha. Kéo cái dù á. Dẫn anh đi siêu thị khoái lắm. Xong chưa? Ở đó nó nhìn. Đây. Lại nè, hỏi nè, hỏi nè coi nhanh. Lại Út hỏi này nè, để hết. Nè lại đây ngồi nè, hỏi nè. Con đi siêu thị vui không? Vui. Giờ con muốn mua cái gì? Kem hả gì? Kem. Rồi giờ đi mua kem nha các bạn.